thì con mình nó mãi mãi là gì ạ? Nó mãi mãi là một đứa trẻ thôi. Quý vị ở đây có bao giờ mà tập chạy xe đạp chưa? Muốn tập chạy xe đạp thì cần phải có một người đứng ở sau, đúng không ạ? À, một người đứng ở sau và giữ cho chiếc xe cho chúng ta. Và người phía sau chúng ta muốn muốn để cho mình chạy thì phải lén lén thả chiếc xe ra, đúng không? À, thả ra, sau đó chạy theo rồi phải vừa giữ vừa thả. Đến một lúc mà chúng ta chạy được chiếc xe rồi thì người ở phía sau sao ạ? Buông luôn, không cần phải giữ nữa. Cho nên người làm cha làm mẹ cũng vậy, sinh một đứa con ra ban đầu mình cũng giống như là tập xe đạp cho con, mình cũng phải giữ nó để cho nó khỏi phải bị vấp ngã, phải bị té ngã, nó bị những cái tai nạn. Nhưng mà khi con mình đã có những bước chập chững đi thì mình phải buông nó ra từ từ, buông nó ra từ từ, đến một lúc là gì ạ? Buông hẳn nó ra. Nhưng mà sao? Nhưng mà cũng phải nhìn về phía nó. Đó là cái gì ạ? Đó là chúng ta đang trao cho con của mình một bầu trời tự do, buông xả những cái ý niệm chấp trước. Và con mình từ thân nó vận động và nó phải học được ba cái chữ từ, đó là gì quý vị ạ? Từ trọng, từ lập và từ do suy nghĩ. Phải để cho con của mình có lòng từ trọng, để cho nó biết được tính từ lập, và phải để cho nó tự do suy nghĩ. Còn chúng ta cứ muốn rằng con cái của mình phải nằm trong vòng tay của mình, không có để nó thoát ra của mình, thì đây là một cái suy nghĩ sai lầm. Quý vị có thể theo con của mình suốt đời được không ạ? Có được không ạ? Có, nhưng mà trừ khi chúng ta ngồi trên bàn thờ thôi, đúng không? Thì mới theo nó suốt đời của nó, đến khi chết vẫn còn theo nó đó, chứ làm sao theo được. Cho nên bố thí ở đây cũng có nghĩa là buông xả cái ý niệm giữ con cái của mình với mình, để cho nó tự do nó phát triển bản thân của nó, đúng không quý vị? Tiếp theo nữa, trong cái việc bố thí này á, thì mình thấy được rằng là mình đã tạo dựng cho con mình tự lập, tự trọng và tự do suy nghĩ rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi quý vị rằng ở đây là rất nhiều quý vị phụ huynh, khi mình sinh con ra, mình cho con đi học, rồi tìm công ăn việc làm cho con. Mục đích của những việc làm đó để làm gì vậy quý vị? Để cho nó sống mà. Để cho nó làm gì? Mục đích cuối cùng là để cho con mình có một cái đời sống hạnh phúc, phải không quý vị? Vậy thì trong bố thí này, Đức Phật dạy cho chúng ta sự ban cho nữa của cha mẹ đối với con cái, đó chính là pháp thí. Pháp thí tức là trao cho con mình lý tưởng sống, một con đường đưa đến hạnh phúc. Điều này là vô cùng quan trọng. Nếu như người làm cha làm mẹ mà không có trao cho con chúng ta một cái lý tưởng sống, một con đường hạnh phúc, thì bao nhiêu nỗ lực của chúng ta trong cuộc đời làm cha làm mẹ coi như là vô nghĩa. Tại vì chúng ta hướng con chúng ta về đâu ạ? Chúng ta không có biết. Cho nên Đức Phật nói mình phải pháp thí, tức là phải bố thí cho con mình một cái đường hướng sống hạnh phúc. Đó là cái cách hay nhất mà chúng ta trao tặng cho con mình món quà quý báu như vậy. Cho nên trong cái câu hỏi vừa rồi, Phật tử nói rằng là liệu con cái của mình có bị sa đà theo cái xã hội bây giờ hay không, có bị đọa lạc sa đọa rồi ăn chơi lỗi lầm hay không? Có không quý vị? Có hay không là tùy thuộc vào người cha người mẹ đã trao cho con mình lý tưởng sống này hay không, đã trao cho con mình một cái con đường hạnh phúc hay không. Nếu như người làm cha làm mẹ đã trao tặng cho con mình một lý tưởng sống, một con đường hạnh phúc á, thì ngay từ nhỏ bản thân của nó đã tự hiểu như thế nào gọi là nhân, là quả, là thiện, là ác, là tội phước, là nghiệp báo, là những cái giá trị cốt lõi của cuộc sống, đúng quý vị? Nếu như bản thân nó đã ý thức được rồi thì bản thân nó không thể nào sa đọa được. Còn nó không có được những cái chất liệu này trong bản thân á, thì chắc chắn nó sa đọa, đúng không? Chắc chắn sa đọa. Cho nên người làm cha làm mẹ sáng suốt thì phải trao cho con mình một đường hướng sống hạnh phúc. Mà đường hướng đó là gì ạ? Đó là con đường của Phật, Phật Pháp. Phải dắt con mình ngay từ nhỏ, hoặc là bây giờ đi nữa, phải dắt con mình đi chùa, gieo duyên với Phật, thân cận với Tam Bảo, khuyến khích con phóng sanh, bố thí cúng dường, làm những cái công việc thiện nguyện để cho nó trưởng dưỡng tâm thiện trong bản thân nó, và để cho nó thấy được cái ý nghĩa cuộc sống là gì, và nó cần phải làm gì để mà cuộc đời của nó cũng như những người xung quanh trở nên hạnh phúc. Thì đó chính là pháp thí mà cha mẹ cần phải hướng dẫn và trao tặng cho con của mình. Và đây cũng chính là những người làm cha làm mẹ đang tạo ra một cái công nghiệp tốt ở trong gia đình. Tại vì tất cả những người làm cha làm mẹ con cái đến với nhau là do gì ạ? Do một cái nghiệp. Mà bây giờ những người trong gia đình của mình tạo thành một công nghiệp tốt á, thì gia đình của chúng ta sẽ
sẽ sống tốt. Còn mà cha mẹ có cái nghiệp tốt mà con có nghiệp xấu thì gia đình cũng sẽ rất là đau khổ. Cho nên thay vì có một cái cộng nghiệp xấu thì chúng ta sẽ tạo nên một cái cộng nghiệp tốt, tức là tạo nên một cái môi trường sống lành mạnh, hạnh phúc và an vui, bằng cách là tất cả những thành viên trong gia đình đều thực hiện theo những lời của Phật dạy. Đó chính là cái ý nghĩa về cái việc mà bố thí pháp của Đức Phật. Và một cái việc bố thí thứ ba trong cái việc này nữa, đó là Đức Phật dạy chúng ta phải vô úy thí. Vô úy thí là gì? Tức là bố thí cái sự không sợ hãi, hay nói cách khác là đem lại cái sự bình an cho người khác, mà cụ thể đây là con cái của mình. Vậy thì là người làm cha làm mẹ, làm sao để mà con cái của mình nó cảm thấy được rằng mình là nơi nương tựa vững chắc, quý vị? Làm sao ạ? À? Làm sao mà khi con cái của mình nó nghĩ về mình, nó nghĩ rằng cha mẹ của mình là cái nơi nương tựa vững chắc? Quý vị có đặt câu hỏi này cho bản thân không ạ? À? Cho nên nhiều lúc con cái của mình nó hư hỏng á, nó không có một cái bến bờ nào để nó nương tựa cả. Cho nên nó mới đi giao du với bạn bè, nó mới đi ăn nhậu, nó mới đi làm những cái việc xấu ác, là tại vì nó không biết ở đâu để nương tựa. Nó không biết ở đâu để nương tựa. Cho nên Đức Phật nói rằng người làm cha làm mẹ phải là một cái bến đỗ vững chắc cho con mình, bố thí cái sự vô úy để cho con cái của mình khi nghĩ về mình nó cảm thấy mình là một cái nơi nương tựa tốt. Mà muốn như vậy thì cha mẹ trong đời sống bình thường phải là cái người như thế nào mà con mình nó tin tưởng được mình như vậy? Sao quý vị? Lúc này chúng tôi có nói là cha mẹ là gì ạ? À, cha mẹ là thượng đế. Và có nhiều người mừng lắm mừng lắm, cho nên cứ nghĩ mình là thượng đế và cái tôi của mình nó to lắm và cha mẹ luôn luôn đứng trên con. Nhưng mà chính cái điều đó giữa cha mẹ và con cái tạo ra một cái hố ngăn cách rất là lớn, cái khoảng cách thế hệ rất là lớn. Vì vậy muốn thu hẹp lại cái khoảng cách thế hệ, cái hố ngăn cách này thì chúng ta đừng có làm thượng đế nữa, bỏ cái tôi của mình xuống, đừng có nghĩ rằng mình là người trên nữa, mà hãy đồng hành với con của mình, hãy làm bạn với con. Nếu quý vị ở đây mà làm cha làm mẹ chưa làm bạn được với con cũng là một cái sự thất bại, tại vì có những điều mà nó sẽ không bao giờ nói với mình nhưng mà nó nói với bạn của nó. Vậy thì bây giờ tại sao mình không làm bạn với nó để nó chia sẻ hết tất cả những tâm tư nguyện vọng của nó? Và chính cái điều này á là phương pháp nhiếp phục lòng người thứ hai mà Đức Phật nói với chúng ta, đó là chính là cái phương pháp đồng sự. Đồng sự trong tứ nhiếp pháp tức là chúng ta cùng đồng hành với người khác để hiểu được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, những cái yêu cầu đòi hỏi của người đó. Và khi mà chúng ta đồng hành với người khác như vậy, hay nói cách khác là ở đây chúng ta đồng hành với con của mình đó, thì mình hiểu được con mình nó cần cái gì. Và bản thân con mình cũng hiểu được cha mẹ cần cái gì, cả hai có một cái sự truyền thông và có thể thấy được những khó khăn cũng như những cái mặt hạn chế của nhau mà sống thông cảm cho nhau. Khi đó thì giữa cha mẹ và con cái sẽ là những người bạn bè chứ không phải là những người xa lạ. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta, đó là chúng ta phải đồng sự cũng đồng hành với con của mình, chứ đừng có đi riêng, tách riêng ra hoặc đứng ở trên vị trí cao nào mà nhìn xuống. Và chính cái sự đồng sự này nó tạo ra một cái điều tuyệt vời, đó là gì ạ? Chúng ta đã xóa bỏ được khoảng cách thế hệ. Như trong kinh Bộ Môn á, chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm với 32 ứng hóa thân là một cái hình ảnh rất là đẹp. Bồ Tát Quán Thế Âm mà muốn hóa độ chúng sanh nhiều lúc phải làm gì ạ? Phải làm quỷ ha, phải làm quan tướng, phải làm các vị thầy thiên thần, muốn làm hay là làm một vị tu sĩ, tất cả các hình tướng ngài Quán Thế Âm đều hiện ra để làm gì ạ? Để mà dắt nhiều họ, muốn đồ họ thì bản thân của ngài phải hiện ra một cái thân hình tương tự như vậy thì mới đồ họ được. Cho nên là những người làm cha làm mẹ muốn mà giáo dục con mình thì mình phải đặt mình vào vị trí của nó, thử mình làm một cái đứa con như thế nào thì mình mới giáo hóa nó được, chứ không thể nào lúc nào mình cũng đứng ở cái vị trí của cha mẹ mà mình thấu hiểu hết con của mình đâu. Đó. Cho nên cái phương pháp đồng sự ở đây là cái phương pháp mà Đức Phật giúp chúng ta xóa bỏ được khoảng cách thế hệ và gần gũi hơn với đối tượng mà mình cần giáo hóa. Kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói rằng là cá không ăn muối thì sao? Con cưỡng cha mẹ thì sao? À, chúng tôi cũng có đọc một cái câu là cá không ăn muối cá ương
mà cá cá ăn phân ure thì trăm đường cá tươi. Quý vị biết sao không ạ? Cái này bây giờ cá người ta ủ cái phân ure đó nó tươi cả tháng luôn ha. Nhiều lúc á, không phải lúc nào con cái nó cãi lại cha mẹ cũng là nó sai đâu, đúng không? Không phải là nó hư. Tại vì sao thế? Tại vì sao mà nó khi mà nó cãi mình thì mình cũng phải đặt câu hỏi là tại vì sao nó cãi mình? Tại vì sao nó cãi rồi mà nó còn gân cổ lên, nó nghĩ rằng nó đúng. Ví dụ như con cá đó, nó được ủ bằng phân ure là một cái chất đâu có tốt lành gì, nhưng mà nó vẫn tươi. Con cái của mình sau khi nó cãi mình xong nó vẫn tươi tươi rói, nó nghĩ rằng nó không có sai, đúng không? Vậy thì khi mà nó tiếp xúc với những cái thành phần xấu ác, những cái điều mà không tốt với những cái gì xung quanh nó mà nó nghĩ rằng nó vẫn tốt vẫn tươi thì nó có gì đâu phải ngại, đúng không? Như quý vị ăn cá ure đâu có ngại đâu. Thì điều này á lại đặt ra cho chúng ta một cái vấn đề nữa mà chúng tôi cũng hỏi câu hỏi này rất là nhiều lần với quý Phật tử, đó là quý vị Phật tử hãy cho biết tuổi của người làm cha làm mẹ và tuổi của con cái thì tuổi người nào lớn hơn ạ? Tuổi ai lớn hơn? Nhiều người người nào cũng trả lời là tuổi của người làm cha làm mẹ lớn hơn, cho nên đây là một câu trả lời rất là sai. Tại sao vậy ạ? Tại vì khi trước khi mà sinh con ra, quý vị có được ai công nhận là cha mẹ không? Vậy thì khi mình sinh con ra thì mình mới được thừa nhận là cha là mẹ. Vậy thì tuổi của cha mẹ và tuổi con cái, tuổi ai lớn hơn, cho quý vị trả lời là. Vậy là quý vị đã có câu trả lời là bằng nhau. Như vậy thì tuổi cha mẹ và tuổi con cái là bằng nhau. Nhưng mà chúng ta luôn nghĩ rằng mình là lớn hơn nó, phải không? Gà không thể cày nước sôi được, đúng không? Cho nên chúng ta luôn có những cái tư tưởng áp đặt con của mình. Chúng ta lấy những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua, chúng ta nghĩ rằng đây là tốt nhất, hay nhất mà mình áp dụng cho con cái của mình, thì coi chừng đó là một cái sự sai lầm. Cho nên chúng ta thấy được cái điểm xuất phát của chúng ta và con cái là như nhau, thì chúng ta sẽ có những cái hành sự như là một người bạn cũng đang đi trên một con đường mà cha mẹ và con cái dắt tay nhau đi một cách hạnh phúc, đúng không quý vị? Cho nên ở đây là chúng ta hãy thấy được cái vấn đề này cho sâu sắc, để mình bỏ bớt đi cái tôi của mình trong cái vấn đề mà giáo dục con cái. Và đó cũng chính là gì ạ? Đó chính là cái phương pháp thứ ba trong bốn cái phương pháp Đức Phật dạy, đó là lợi hành. Tức là chúng ta đi song hành với con của mình thì chúng ta mới đem lại được những cái lợi ích cho con của mình, cho cái người mà mình muốn giáo hóa. Và muốn làm được những cái điều này á thì Đức Phật còn dạy một cái phương pháp trong bốn phương pháp này nữa, đó là gì ạ? Quý vị còn nhớ không ạ? Bố thí gì ạ? Bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự. Nhưng mà chúng tôi nói trình tự nó khác. Vậy thì cuối cùng cái phương pháp nữa đó là Đức Phật dạy phải làm gì? Ái ngữ. Ái ngữ tức là nói những cái lời nói tốt đẹp và phù hợp với hệ thực, với chánh đạo. Người làm cha làm mẹ nếu mà dạy con á, mà nhiều lúc sân si quá, nói năng cục cằn quá thì nó cũng không có phục, đúng không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải nói lời nhỏ nhẹ, mềm mỏng, yêu thương thì con cái của chúng ta chắc chắn nó sẽ nghe theo. Cho nên có hai mẹ con của cái người này giận nhau dữ lắm, bây giờ mới quyết định là không nói nhau nữa, nhưng mà viết hai người viết hai lá thư để kể tội nhau. Người con viết quá chừng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mấy chục lỗi đó, rồi gửi cho mẹ, rồi mẹ cũng viết lại cho con. Thì sau khi mà người mẹ đọc cái lá thư của người con xong, mẹ không nói gì cả. Nhưng mà sau khi đứa con đọc xong lá thư người mẹ nó khóc. Quý vị biết tại sao không ạ? Tại vì trong cái lá thư người mẹ chỉ viết một câu duy nhất. Câu gì quý vị? Mẹ thương con lắm thôi. Chính cái ái ngữ, chính tình thương của người mẹ nó mới hóa giải tất cả mọi sự đau khổ, sự nồi kết bên trong gia đình. Còn nếu như người mẹ cũng như người con kể ra con tội A, tội B, tội C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì cái sự đau khổ đó không bao giờ chấm dứt. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói một cái bài kinh là gì ạ? Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó là cái phương cách mà Đức Phật dạy chúng ta phải sử dụng lòng từ bi mà giáo hóa cho con của mình. Ái ngữ phải có từ bi thì nó mới thành tựu được. Còn mà quý vị không có lòng từ bi mà khi dạy dỗ con cái bằng lời nói á, thì người xưa người ta nói là gì ạ? Giáo đa thì gì? Giáo đa thì thành oán, nói nhiều quá thành ra nó oán hờn không, chứ không có được gì cả. Ngài Khổng Tử có nói là
Đa ngôn thì đa bài, tức là nói nhiều quá thì thành ra bậy bạ, rồi thành ra thất bại chứ không được gì cả. Vì vậy á, trong luật Maha Tăng Kỳ mà Đức Phật dạy cho các thầy thì có một cái cách rất là hay, mà có Phật tử hồi nãy hỏi là tại sao khi mình la con của mình thì con nó hay cãi lại, thì Đức Phật nói muốn mà một cái người nào mà khi mình la rầy người ta mà người ta không cãi lại á, thì có 5 điều kiện sau. Thứ nhất, đó là nói sự thật chứ không phải là hư dối. Thứ hai là nói đúng lúc, không phải không đúng lúc. Thứ ba là nói vì lợi ích, không phải không lợi ích. Thứ tư là nói nhã nhặn, không nói thô lỗ. Và thứ năm là nói vì lòng từ, không phải vì giận dữ. Đức Phật dạy chúng ta là khi mình muốn khiển trách người khác thì phải nói đúng sự thật, đúng lúc, đúng thời, nói với cái sự yêu thương thì người khác mới có thể chấp nhận được. Cho nên khi mình la rầy con mình, tại sao nó lại chống cự mình vậy? Nhiều lúc nói không đúng chỗ, không đúng lúc, hoặc cái ngôn từ mình sử dụng nó làm cho con cái của mình nó bực dọc. Cho nên khi nào quý vị mà muốn la con mình có thể nhớ lại cái đoạn này, phải coi thử mình nói đúng lúc chưa, đúng thời không, nói với cái sự yêu thương hay không. Còn không thì mình sẽ làm cho con mình nó quay ngược lại sân hận với mình, thì đó là cái sự thất bại. Thì kính thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi chia sẻ phương pháp của Đức Phật, đó là 4 cái phương pháp mà thu phục lòng người, đưa con người ta về với chánh đạo, hay là nói cách khác ở đây là đưa con của mình đến với một cái đời sống thiền lành. Mà chính người cha người mẹ cần phải hy sinh rất là nhiều, nhẫn nhục rất là nhiều. Người cha người mẹ đây giống như là một cái vị Bồ Tát mà phải có một cái sức mạnh lớn, phải có một khả năng chịu đựng lớn mới có được một cái trái tim yêu thương lớn. Mà trong đạo Phật chúng ta hay dùng cái từ đó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Muốn có được đại từ bi thì bản thân mình phải đại hùng, đại lực mới đại từ bi được. Còn mà thương không mà không có đại hùng, không đại lực thì thua. Ví dụ như ra đường thấy người con chó đang cắn đứa bé mà mình nói tôi thương quá mà mình bỏ chạy sao? Cái đó đâu phải là thương. Mình phải vào đó để mình can ngăn thì lúc đó mình mới có cái đại hùng đại lực. Cho nên nuôi con nó khó lắm, phải là những cái bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi. Vậy thì một cái vấn đề cuối cùng nữa, đó là khi mà chúng ta đã nỗ lực hết mình bằng Phật pháp, bằng tất cả những cái thứ mà chúng ta đã tìm hiểu được, mà con của mình nó không có nghe theo thì phải làm sao quý vị? Làm sao đây ạ? Đức Phật có dạy cho chúng ta, thì trong kinh Tương Ưng Bộ có kể một câu chuyện. Một hôm Đức Phật gặp một người Bà La Môn tên là Kesi. Ông này là một người huấn luyện ngựa rất là giỏi. Cho Đức Phật mới hỏi người này rằng là: "Này Bà La Môn Kesi, ông có cách như thế nào để điều phục một cái con ngựa mà nó hoang dã thành một cái con ngựa thuần thục?" Thì người Bà La Môn này mới nói rằng khi mà điều phục ngựa, ông có 4 cách điều phục nó. Thứ nhất, đó là phải dùng lời mềm mỏng. Thứ hai là phải dùng lời cứng rắn. Thứ ba, đó là phải vừa dùng lời cứng rắn và dùng lời mềm mỏng. Thứ tư là nếu mà đã dùng hết 3 cách này rồi mà nó không có nghe theo nữa thì phải làm gì quý vị? Giết nó. Người Bà La Môn này hỏi lại Đức Phật, vậy thì bạch Đức Thế Tôn, ngài là cái người được xem là bậc đại trượng phu, đã giáo hóa những người hư đốn trở thành những người tốt đẹp, vậy thì cách mà ngài điều phục những con người đó như thế nào? Đức Phật nói: "Ta cũng vậy, ta cũng có 4 cách. Đối với những người hư đốn, đầu tiên ta dùng lời mềm mỏng, sau đó thì không được ta dùng lời cứng rắn, mà không được nữa thì ta sẽ vừa cứng rắn và vừa mềm mỏng, mà không được nữa thì ta sẽ làm sao quý vị? Ta giết." Nhưng mà giết ở đây Đức Phật nói rằng Đức Phật sẽ không cho người đó sống trong đời sống của tăng đoàn, tận xuất, dùng cái từ là tận xuất, cho ra khỏi đời sống của tăng đoàn. Vậy thì quý vị khi mà có một cái đứa con mà mình dạy không nổi nó làm sao? Giết à? Giết không quý vị? Chúng ta phải giết. Nhưng mà giết theo cách của Đức Phật đó là gì ạ? Ngài không có giết mạng người, mà ngài cho họ một cái con đường khác, và để cho làm gì ạ? Để cho những người khác dạy dỗ, cho con của mình vào những cái trại thanh niên, cho con của mình đến với những khóa tu mùa hè, những cái khóa tu học. Cha mẹ dạy không nổi thì giao cho xã hội, giao cho nhà chùa. Cho nên là A Di Đà Phật, con của ai đem bỏ chùa này quý thầy cũng phải nhận. Với những cái chia sẻ như vậy thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị có được một vài phương pháp để giáo dục cho con của mình ngoan hiền, và xin chúc quý vị luôn có một đời sống gia đình thật hạnh phúc. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư với phần chia sẻ trong câu hỏi đầu tiên vừa rồi. Xin mời quý vị sau đây sẽ đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý Thầy, hai vợ chồng con đều đã quy y Tam Bảo, trở thành người Phật tử cách đây mấy năm. Vừa rồi tại một ngôi chùa có tổ chức xuất gia gieo duyên cho những ai có tâm nguyện này. Con rất mừng khi biết được chồng con đã phát tâm xuất gia trong lần này. Con được biết xuất gia gieo duyên là đến một ngôi chùa nào đó làm lễ xuất gia, rồi tu học, thực tập đời sống của người xuất gia trong khoảng một thời gian 7 ngày hoặc vài 3 tháng. Khi hết thời gian đó sẽ quay trở lại với cuộc sống của người cư sĩ như bình thường. Nhưng có điều, đối với chồng con, khi xuất gia xong lại trở về sống với gia đình, trong khi vẫn mang hình tướng của người tu, đầu tròn áo vuông. Con có hỏi cũng như bảo chồng con rằng mình đã phát tâm xuất gia, cho dù đó có là gieo duyên đi chăng nữa, cũng phải ở chùa sống cuộc sống như các thầy các sư. Như vậy mới đúng nghĩa xuất gia. Nhưng chồng con lại không nghe và bảo rằng các thầy ở chùa đó cho phép được về nhà để tu, không nhất thiết phải tu ở chùa, và chồng con nhất định không quay lại chùa. Vì cũng là mới tu nên nghe đến đây con rất bức xúc. Như vậy đâu có phải xuất gia. Vậy suy nghĩ của con có đúng không ạ? Xuất gia rồi mà mang hình tướng của người tu như vậy, trở về sống với vợ con là đúng hay sai? Thực hư đúng sai trong trường hợp này như thế nào? Ông Thầy phân tích để cho con được rõ, cũng như để cho những ai có tâm nguyện xuất gia gieo duyên được biết công việc mà mình sẽ phải làm. Con xin tri ân quý Thầy. Như vậy chúng ta gặp những trường hợp này, hoặc giả như người thân của chúng ta xuất gia gieo duyên, có những trường hợp như câu hỏi đã nêu, chúng ta phải ứng xử như thế nào? Thì xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư. Và với câu hỏi thứ hai này, một lần nữa chúng con xin cung thỉnh Đại Đức hoan hỷ chia sẻ để quý Phật tử có những nhận thức đúng đắn trong trường hợp này. Chúng con xin cung thỉnh Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa chứng minh, kính thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được chia sẻ vấn đề này như thế này ạ. Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng tôi cũng đưa ra một cái câu chuyện như vậy quý vị. Có một cái anh chàng này, anh rất là phấn khích vì anh được đóng một cái vai, đó là vai đức vua trong một cái vở kịch lớn của nhà hát ở thành phố. Và khi mà anh này xuất hiện trên sân khấu, đèn sân khấu mở lên, bước ra với một trang phục rất là huy hoàng, lộng lẫy, thì ở dưới khán giả vỗ tay rần rần. Vì sao? Vì anh này anh diễn quá tốt, quá xuất sắc với những cái diễn xuất biểu cảm của mình, với cái phong thái, nào là cái cách mà sai sự nô lệ ra lệnh thống lĩnh ba quân. Anh này đều cho người ta thấy được rằng mình xứng đáng là một cái vị vua trong cái vở kịch này. Sau khi cái vở kịch kết thúc, màn sân khấu hạ xuống, vẫn trong cái trang phục của một vị vua, anh chàng này chạy xuống với khán giả và nói với khán giả rằng: "Này các vị có biết ta là ai không? Quý vị có biết anh ta là ai không ạ?" Anh ta nói: Ta là vua, ngươi phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Ta là một đức vua rất là vĩ đại." Lúc này những cái người khán giả người ta nói: "Cái anh này là sao quý vị?" "Vì thần kinh." Đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì cái vở kịch đã khép lại rồi, anh phải trở về với đời sống bình thường đi. Cho dù trên bản thân anh đang mang trên mình là một cái trang phục của nhà vua, nhưng anh sẽ không thể nào được người ta thừa nhận anh là một vị vua thực sự. Thì kính thưa quý vị, liên hệ đến cái câu hỏi này, nó cũng y chang vậy. Người này đã vào chùa xin được xuất gia gieo duyên, thì trong cái thời gian